Sau nhiều ngày rong ruổi từ thiện, Quyền Linh được hai ái nữ biến hình cực bảnh. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Quyền Linh còn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Hoàn thành hành trình từ thiện dài trong mùa dịch, anh hạnh phúc trở về nhà trong vòng tay của vợ con. Trên trang cá nhân, Quyền Linh đăng tải video các ái nữ cắt tóc và làm đẹp cho bố. Quyền Linh chia sẻ hình ảnh đời thương, gửi lời cảm ơn đến các ái nữ đã tút tắt lại nhan sắc cho bố. Trải qua một thời gian khá dài rong ruổi làm từ thiện và giãn cách xã hội, ngoại hình của nam diễn viên xuống sắc ít nhiều. Râu trên mặt anh mọc rậm hơn, da đen sạm, mái tóc cũng bắt đầu điểm bạc. Chính vì vậy, hai cô con gái đã quyết định ra tay để mang lại hình ảnh chỉnh chu trở về với bố. Lọ Len và Hạt Dẻ tất bật chuẩn bị đồ nghề, tịch thu cả đôi dép tổ ong huyền thoại để giúp bố biến hình hoàn hảo nhất. Cả hai tự tay cắt tóc, gội đầu, chuẩn bị áo quần và cả đánh bóng đôi giày da cho bố. Trong quá trình thực hiện, Lọ Len và Hạt Dẻ tâm sự rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên làm những việc này. Biểu cảm hoang mang của Quyền Linh khi hai con trổ tài cũng khiến khán giả hồi hộp theo. Sau một khoảng thời gian nỗ lực, ba bố con Quyền Linh đã đổi lại kết quả vô cùng thành công. Nam diễn viên diện vest, đi giày, mái tóc cũng được chải chuốt, tạo nếp rất bảnh. Lọ Len và Hạt Dẻ đã giúp bố lấy lại phong độ như thời còn là nam thần màn ảnh cách đây nhiều năm. Hạnh phúc trước sự quan tâm của cả hai ái nữ, Quyền Linh tự hào khẳng định có con gái thật là tuyệt. Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quyền Linh nhanh chóng giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn. Anh chung tay cùng các mạnh thường quân, đóng góp sức người sức của. Nam diễn viên còn đích thân lái xe chở nhu yếu phẩm đến các địa phương đang thực hiện cách ly. Không những vậy, anh đã cất công tìm đến các khu lao động trong hẻm sâu để san sẻ khó khăn với người dân. Nam diễn viên tâm sự không đành lòng khi nhìn bà con vất vả, khổ cực trong mùa dịch. Hành trình thiện nguyện nhọc nhằn và ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng Quyền Linh luôn lạc quan. Tuy nhiên, nam diễn viên lại luôn cảm thấy có lỗi với gia đình trong thời điểm này. Tôi hầu như không có ở nhà, tôi thấy mình phục vụ cộng đồng nhiều, nhưng với con, bản thân lại thiếu trách nhiệm. Hiện tại, tôi cũng nói chuyện với hai con, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Đôi khi tôi thấy mình có lỗi với con, đáng lẽ thời gian này tôi nên gần hai con. Nhưng tôi tin, khi con chứng kiến việc làm của cha thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, anh chia sẻ với Jin. Trong suốt 4 tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng không ít vì dịch bệnh và phải bước vào đợt giãn cách dài. Chứng kiến nhiều bà con gặp khó khăn, Quyền Linh là một trong những người chọn xông pha lao vào vùng dịch. Nam MC đã chấp nhận chuyện không được gặp hai con trong một khoảng thời gian dài để đảm bảo an toàn, tiếp tục hành trình thiện nguyện vất vả, lắm hiểm nguy. Khoảnh khắc quay quần của ba bố con Quyền Linh đã khiến khán giả cũng cảm thấy ấm lòng. Nam diễn viên có hai ái nữ không những xinh đẹp, tốt bụng mà còn hiếu thảo với đấng sinh thành. Tổ ấm hạnh phúc của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.